sau khi hoàn thành chương trình tiểu học, trung học, đại học, sẽ có người chọn học tiếp cao học, cũng sẽ có người lựa chọn dừng lại. Mình nằm ở vế thứ hai. Nhiều lúc mình tự nói là yeah, vậy là từ đây về sau cuộc sống của mình sẽ chỉ còn làm việc thôi, không có cần phải đi học, không có cần phải đi làm bài tập này nọ nữa. Nhưng không, dù không học cao học thì bạn vẫn sẽ phải học tiếp thôi. Có thể bạn sẽ hỏi là ủa ra trường rồi mà học cái gì nữa. Chào mừng bạn đến với vlog một ngày đi học của sinh viên đã ra trường, đó chính là mình. Đây là lịch học của mình. Hello. Nói chung là cô khen mình cũng... Những cái màu đỏ thì nó sẽ là những cái mà mình dùng nó không tốt lắm. Mình không biết là mình vô mình có theo kịp mọi người không nữa. Chính là hình. Buổi học đầu tiên diễn ra khá là suôn sẻ. Hello mọi người. Mình không có cái mắt kính trên mặt, mình hơi ngu, mọi người thông cảm với kính mình để dưới. Hôm nay mình sẽ quay cho mọi người coi một cái ngày mà mình đi học sẽ như thế nào. Kiểu nó hơi bị khó chịu. Từ cái hồi mình tốt nghiệp rồi á thì mình thấy là có rất là nhiều thứ mình cần phải học luôn. Thành ra là mình chọn tự học. Và bây giờ mình mới chuyển đến Đà Lạt á, cho nên là mình cũng đi học vài thứ để mình có thể kết bạn á. Hôm nay là cái ngày mà mình không có đi làm gì hết. Thành ra là cái lịch học của mình nó dày từ sáng tới tối luôn. Ý là không phải ngày nào lịch học của mình nó cũng dày như vậy á. Chứ hết sáng nay thì mình sẽ đi học tiếng Anh, cụ thể là IELTS. Mình đang cần IELTS cho một cái dự định cũng khá là bự trong tương lai của mình á. Với lại thêm cái nữa là mình rất là thích tiếng Anh đó mọi người. Thành ra là mình cũng muốn chinh phục cái ngôn ngữ này á. Và IELTS là một cái công cụ mà mình thấy nó khá là toàn diện á. Bởi vì nó có 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết luôn. Mình thì cũng quen với cái IELTS rồi, cho nên là mình cũng kiểu thi nó luôn cho nó dễ. Không có cần phải tốn thời gian học tập thêm nữa, mình chỉ cần tự học thôi. Với lại thêm cái nên là hồi trước đó, lúc mà mình làm mấy cái video mà với prep.vn á, mọi người chắc là mọi người cũng biết. Thì bên đó cho mình là tất cả những cái khóa học mà có liên quan tới IELTS mà đang đây là phải trả phí, nhưng mà mình được trải nghiệm miễn phí. Cho nên là dạy gì mà không dùng. Cái không khí rất là lạ các mọi người. Nó làm cho mình không có muốn tỉnh dậy, mình chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng không, phải dậy. If you want me back, I'll tell you I'm sorry. If you want me back. Đây là lịch học của mình. Nói chung là chữ mình nó hơi gớm, mọi người thông cảm nha. Buổi sáng là mình sẽ note ra vậy, rồi xong mình mới chuyển lên Google Calendar, Google lịch đó. Thường á thì trong một tuần là cái lịch của mình nó cũng sẽ cố định luôn á mọi người. Đây là những cái việc mà mình ưu tiên hàng đầu nhất. Rồi khi mà mình muốn chèn những cái gì khác vào á, mình sẽ cân nhắc liệu xem là nó có còn lỗ trống để mình nhét vào không. Đây. Thật ra là mình vẫn chưa chốt được cái lịch cố định để học storytelling đó. Nhưng mà mình rất là muốn là nó sẽ một cái lịch học cố định của mình mỗi ngày 30 phút luôn. Nhưng mà mình vẫn chưa kiểu chèn được một cái lịch cố định đó. Thành ra là mình cứ rảnh bữa nào mình chèn như bữa đó thôi. Đó, vậy là xong. Mọi người có thể thấy là hiện tại lịch của mình á, chủ yếu vẫn là màu xanh lá cây là content nè. Còn màu vàng á, là học á mọi người. Thì những cái màu vàng mà thiên về tiếng Anh với lại IELTS nó chiếm nhiều hơn cả mọi người. Tại vì mình đang rất là quyết tâm học tiếng Anh đó. Mình sẽ không nói sâu về cái việc là mình lên lesson plan với lại lên lịch như thế nào. Thì mình sẽ để một cái study plan miễn phí của Prep ở bên dưới phần mô tả. Mọi người có cần thì xuống dưới tham khảo để mà mình có thể lên một cái lịch học IELTS sao cho nó phù hợp với trình độ hiện tại và cái target của mọi người nhất ha. Ok. Mỗi tuần thì mình sẽ có 3 buổi speaking với lại bạn mình. Bạn mình thi TOEIC, còn mình thì thi IELTS, cho nên là nó có hơi khác nhau một tí á. Thành ra là tụi mình sẽ nói về những cái chủ đề thông thường thôi, rồi mình sẽ hỗ trợ nó những cái mock test của TOEIC. Hello. Hello mọi người đi, hello mọi người. Mình tên là Si Teo Lạ, để từ mở lại lên.
để tao đeo tai phone vô cái thôi, nó thu vô cái máy luôn. Tao thấy một cái lỗi của mày đó chính là mày bị liếu lưỡi á. Không phải đồ mà là valley chứ không phải là valley hồi nãy mày đọc sao á. Không phải là tay mà là spectacular. Dư thiếu thời gian nhưng mà tao lại thấy nó nhanh á, nó bị quá nhanh á. Bye bye. Bum, bum, bum. Hello mọi người. Bây giờ thì mình sẽ check cái bài speaking mà mình gửi lên cho cô ở bên brad.vn. Thì ý là mấy bạn mà coi video trước của mình thì chắc biết rồi, mà mấy bạn chưa coi thì chắc là chưa biết. Brad.vn là cái nền tảng mà mình học IELTS á. Thì mình sẽ gửi bài qua bên bển, rồi xong giáo viên sẽ chấm. Mà nói chung là để cho mọi người coi cho nó dễ ha. Chứ nói cũng không biết diễn tả làm sao. Bữa nay ở đây hơi lạnh xíu, nhưng mà nó cũng là một cái mình rất là thích khi mà sống ở Đà Lạt. Đó chính là mình được mặc những cái bộ đồ này, quay phim, không có cần mở máy lạnh, không cần mở quạt gì hết trơn. Mọi thứ rất là yên tĩnh. Ok, bây giờ quay trở lại vấn đề này. Để coi bài của mình được nhiêu điểm. Đâu rồi ta? À, đây rồi. 7.5. Kiểu target của mình cho lần thi này á là speaking 7.5 hoặc 8 chấm. Thì đó giờ mình kiểu gửi bài là toàn là 7 chấm mà đây là lần đầu tiên mình được 7.5. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem chi tiết hơn ha. Thì đây, đây là những cái phần mà nhận xét nè. Quá trời. Tổng điểm của mình là 7.5. Điểm thành phần đây 4 cái. Mình muốn chia sẻ một xíu về cái GR mọi người, cái ngữ pháp á. Thì hồi cái lần trước á, khi mà mình gửi cái bài chấm ở cho một giáo viên khác của bên Prep á, chấm cho mình á, thì giáo viên có nói với mình là cái trình độ grammar của mình cũng ok rồi, nhưng mà nếu như mà mình muốn kiểu nâng band lên á, thì mình hãy cố gắng sử dụng những cái cấu trúc mà nó hơi phức tạp hơn một tí. Ví dụ như là not only but also nè, câu điều kiện, câu tường thuật nè, mình có biết những cái cấu trúc của nó. Tuy nhiên là khi mà vô tới mà speaking rồi á mọi người, thì mình lại không dùng nó. Thành ra là mình vừa mới nghe cô nói xong là mình bay về cái khóa ngữ pháp, mình học lại. Rồi mình xem lại chủ yếu là cái cách dùng của nó nè, với lại cái những cái bài tập á. Xong tới cái bài này thì mình đã chèn những cái đó vào, thì thật sự là bây giờ mình đã lên 8.0. Đây là cái giáo viên khác chấm nha mọi người, chứ không phải là giáo viên trước đó. Nhưng mà thật sự là khi mà mình ứng dụng những cái mà cô nói á, thì mình đã được lên 3 điểm. Thì mình chỉ muốn nhấn mạnh với mọi người là cái ngữ pháp nói riêng và cả ba cái nền tảng ngữ pháp, từ vựng, phát âm á, là ba cái thứ mà mọi người cần phải nắm rất là chắc á mọi người. Nó thật sự rất là quan trọng luôn á. Thì bây giờ mình sẽ leo lên cái phần bài chấm của cô ở trên. Nó sẽ có những cái timestamp á mọi người. Bấm vào cái này nè, nó sẽ bay lại đúng cái chỗ đó để mình nghe lại là mình đã nói cái gì sai chỗ nào á. Nè, ví dụ như đây nè. Version of ourselves to me. Đó, thì kiểu cái chỗ này là mình ourselves, mình không có nói S á. Thì mình biết là ourselves phải có S á mọi người, nhưng mà lúc mình nói mình lại quên mất á. Đó, thì những cái timestamp như vậy á, nó rất là ok trong cái việc là mọi người nhắc vào, nó sẽ bay về đúng cái chỗ đó để mọi người khắc phục ngay tại đó luôn. Một cái cách học mà mình học được ở Prep á, đó chính là mình học xong á, thì mình khi mà mình nốt lỗi lại á, là một cái đầu tiên mà cần làm nè. Cái thứ hai là mình cần phải kiểu xác định rõ là tại sao cái lỗi đó lại là cái lỗi, mọi người hiểu không? Kiểu mình giải thích ra, rồi xong cái thứ ba mình cần làm á, đó chính là có một cái giải pháp. Đó cũng là lý do tại sao mà mình làm một cái sheet riêng là cái speaking progress, là mình sẽ ghi lại cái hành trình mà những cái lần speaking của mình. Dạo gần đây mình mới làm cái này thôi. Đó, thì mình thấy nó khá là hay. Tự làm tự khen. Mình sẽ ghi rõ là những cái câu hỏi đợt đó là cái gì, rồi điểm từng phần của mình là bao nhiêu, và mình cần phải stop làm những cái gì và mình phải cần làm gì tiếp theo. Đó, thì sẵn tiện bây giờ mình sẽ nốt vô luôn. Lấy nữa mình sẽ nốt câu hỏi sau. Đây, như mọi người có thể thấy là cô đang nói mình có một cái lỗi về việc cái intonation, cái ngữ điệu của mình nó đang không có hợp lý lắm. Kiểu lúc mình lên, lúc mình xuống á, mà nó không có một cái mục đích rõ ràng nào hết. Thành ra là mình cần phải dừng cái này lại liền. Mình sẽ ghi rõ luôn là mình cần phải làm như thế nào. Mọi người thấy nè, yes á, là nó là một cái từ mà nó thể hiện sự tiêu cực á. Còn chỗ này là mình đang dùng cái từ, cái nghĩa rất là tích cực á. Thành ra là mình không có nên dùng như vậy nữa. Thì mình sẽ nốt lại. Thì lát nữa mình sẽ chuyển hết một lượt, mà mình muốn nói cho mọi người cái cách mà mình làm á. Thì sau khi mà mình đã có cái what's next này rồi mọi người, thì mình sẽ chèn lên Google Calendar. Tức là bây giờ mình đang có hai cái đầu việc đúng không? Lát nữa có thể nó sẽ có nhiều hơn, nhưng mà hiện tại là có hai đầu việc nè. Thì là check how to stress với lại instill á. Đó, thì hiện tại là cái lịch của mình nó đang hơi bị dày á mọi người. Thành ra là mình sẽ chèn qua cái ngày tiếp theo, đó là ngày thứ ba. Đó là mình sẽ ghi là intonation cộng instill. Đó,
Tức là mình muốn nói với mọi người á, khi mà mình có cái what's next này rồi, mình biết là mình sắp phải làm cái gì rồi á, thì mình sẽ chèn nó qua Google Calendar để mình xếp lịch luôn là khi nào mình sẽ làm những cái đó á. Đó, cái file speaking progress này là hiện tại là mình làm nó vui vui bình thường thôi. Nếu mà mọi người cảm thấy có hứng thú thì mọi người có thể comment xuống dưới ha. Mình thấy nhiều người quá thì mình sẽ soạn một cái file Notion rồi mình gửi dưới phần comment cho mọi người ha. Ok. Nói chung là cô khen mình cũng nhiều. Nè, kiểu mình thấy chấm bài rất là dễ thương á mọi người. Câu trả lời được triển khai đầy đủ, ý có rõ ràng mạch lạc trong lập luận, keep going nha. Mình cảm giác là những cái lỗi nó không có bị chê nhiều quá, mà mình biết được cách khắc phục, với lại những cái chỗ nào mình làm tốt thì vẫn được công nhận á. Bây giờ thì mình sẽ note hết mấy cái này qua bên cái file. Mở nhạc chiêu chiêu giống vậy nè. Rồi có máy xông tin dầu ngay đây. Không biết bên đây có mưa không? Trời cầu trời đừng có mưa. Thì tối tôi đi học nữa. Hello, mình mới ăn trưa xong. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu học chứng khoán một xíu. Ghê không, ghê không? Có nhiều người nói với mình là muốn mà muốn chơi chứng khoán á, muốn đầu tư á thì bỏ mất tiền cái thì rồi biết cách chơi rồi. Nhưng mà mình nghĩ là cũng phải có kiến thức xương xương, thì mình nghĩ là ít nhất cũng phải như vậy thì mới nên bắt tay vô chơi á. Ừ, bây giờ Đà Lạt bắt đầu nóng rồi nè mọi người, ý là buổi trưa nè, Đà Lạt bắt đầu nóng rồi nè, hết lạnh nè, mà sáng còn mặc hoodie đồ, bây giờ muốn xỉu. Ok, bây giờ là coi như là buổi sáng của mình xong rồi đó. À, bây giờ chắc là mình sẽ lên ngủ một xíu, buồn ngủ quá. Many hours later. Mình mới thức. À, hồi nãy thì được, bây giờ thì lạnh, trời sắp mưa rồi. Đây là bánh yến mạch ốc chó hạnh nhân, các thể là hạt. Lát nữa mình sẽ học writing. Writing là kỹ năng mình sợ nhất trên đời luôn. Ý là mấy bữa nay mới bắt đầu học lại writing á, thì trước đó cũng chưa học. Kiểu điểm writing của mình nó đâu đó sắp xỉ từ khoảng 6 chấm cho tới 7 chấm. Mà 7 chấm ít khi lắm, toàn 6 chấm, 6 chấm 5 thôi. Không biết bài mới gửi được mấy điểm nữa. Đừng dưới 6 chấm. Bây giờ mới có 3 giờ chiều thôi mà ta nói hả, bầu trời nó đen thùi lùi. Trước hết là mình sẽ xem cái bài mà mình gửi đi chấm để xem là có cái gì cần khắc phục. Rồi cái thứ hai nữa là mình sẽ đi xem phân tích mấy cái bài mẫu. Ok, thì có điểm rồi. Không biết được mấy điểm nữa, hy vọng là không quá tệ. Sao chấm không? Đây là action plan, là cái phần mình thích nhất, dù là speaking hay là writing. Tức là giáo viên sẽ cho mình biết được là mình cần phải làm cái gì để chinh phục được cái bảng điểm tiếp theo á. Mình cảm thấy hiện tại á, speaking, reading và listening của mình khá là ổn rồi á, nhưng mà writing nó vẫn rất là bèo nhiều á. Ở trên đây nè, cô giải thích siêu kỹ. Trời ơi, nhưng mà đỏ chót vậy mọi người. Đây nè, cô sẽ diễn đạt rất là kỹ về cái việc là cái màu xanh á là những cái mà mình được khen nè, số 1 nè. Những cái màu đỏ thì nó sẽ là những cái mà mình dùng nó không tốt lắm. Thì giáo viên sẽ có giải thích và đưa ra giải pháp cho mình. Có vài chỗ mình cần hỏi lại giáo viên á, cho nên là chắc là mình sẽ gửi vô đây luôn. Mình muốn cập nhật một xíu là cô đã trả lời tin nhắn của mình rồi nha mọi người. Đây thì cô đã chỉ ra vấn đề của cái bài của mình và hướng dẫn mình là nên giải quyết như thế nào. Đó. Qua cái này mọi người có thể thấy là mặc dù mình cũng có tự luyện á, nhưng mà ý là cái cách mà mình tự luyện á, mình không thể nào mà tự đánh giá được cái level của mình đang ở đâu á, cho nên là cái việc mà gửi đi chấm vậy rất là cần thiết luôn nè. Thì mình thấy là các bạn cũng nên như vậy, kiểu cần có một cái sự mà
một cái người ngoài nhìn vô cho cái việc mà luyện speaking với lại writing của mình á, cái này mình nói cả trăm lần trong cả trăm cái video. Không, hơi lố, tôi mới làm chắc được chưa được 100 video, nhưng mà kiểu nói rất nhiều lần rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi tới cái việc là đi phân tích mấy cái bài bài mẫu. Mình có thêm cái buổi mà đọc bài mẫu này á, là sau khi mình nghiệm ra một cái phương pháp mà mình đọc được trong bộ tài liệu luật tẩy IELTS 7 á, của Prep á. Nó bao gồm 4 kỹ năng luôn, nhưng mà mình thấy cái hay nhất đó, đó chính là cái phương pháp học tư duy. Thay vì cái việc là mình sẽ ghi, mình sẽ đọc để mình biết được những cái ý mà người ta làm, rồi xong mình ghi lại những cái từ vựng hay hay á, rồi mình bỏ qua, thì mình cần phải lấy hết được tất cả những cái tinh túy từ một cái bài có thể có bằng cái việc là sử dụng cái phương pháp này. Đầu tiên là tiêu chí CC ha, bài nó chia đoạn như thế nào, tại sao nó lại chia ra bao nhiêu đó đoạn. Tiếp theo nữa là mình sẽ phân tích cái thành phần của những cái câu á mọi người. Tức là trong cái body này đúng không, nó sẽ có những cái câu mở đoạn như thế nào, rồi những cái ý chính gì, đây bao nhiêu cái ý chính, rồi những cái ý chính nó được bổ trợ bởi những cái ý phụ như thế nào. Mình sẽ đánh dấu lại hết, đây ở trên đây nó có chút hết màu nè mọi người. Hả? Tiếp theo là mình sẽ tới TR, tức là những cái ý chính này, những cái ý phụ này nè, nó bổ trợ lẫn nhau như thế nào để trả lời được cái câu hỏi của đề bài á. Thì khi mà mình đọc một cái bài mẫu á, thì thường sẽ là những cái bài đó nó trả lời đúng cái câu hỏi của đề bài đúng không, thì mình sẽ thấy nó hay hay rồi mình bỏ qua. Nhưng mà thực tế là khi mà mình đứng dưới cái góc độ là mình dùng cái tiêu chí TR để mình chấm á, thì mình sẽ xem xét cặn kẽ hơn là tại sao nó lại trả lời đúng cái câu hỏi của đề bài á. Đặc biệt là khi mình so với mình á, bản thân mình nè, thì mình rất là hay bị lạc đề á, thì mình phân tích mình rất là để ý cái chỗ này luôn. Rồi cái bước tiếp theo á sẽ là grammar, và bước cuối cùng á sẽ là về LR, tức là về từ vựng á. Thì cái này á, mặc dù mình nói nó là hai cái bước cuối á, nhưng mà trong suốt cái quá trình mà mọi người đọc á, mình thấy những cái từ hay hay, những cái cụm hay hay á, thì mình sẽ tô nó lại, tô một cái màu nào đó tùy mọi người đó. Rồi những cái cấu trúc ngữ pháp này hay thì mình cũng sẽ tô một cái màu khác, nhưng mà mình tô lại thôi. Thì khi mà mình xong những cái bước mà hồi nãy xong rồi á, mình sẽ bắt đầu bay xuống dưới, mình sẽ ghi lại là cái từ vựng gì nó đã dùng ở trên, b mấy cái ngữ pháp xuống dưới mình ghi rõ lại là những cái ngữ pháp đó là những cái ngữ pháp gì đó. Thì trong đây Prep có ghi rất là rõ là những cái mệnh đề này là những cái mệnh đề gì, nó có nằm ở trong cái lesson nào ha. Cái bản chất của nó không phải là mình sẽ chỉ làm những cái đề ở trong đây có thôi á, mà mình sẽ có thể là dùng cái phương pháp này, những cái bước này để mình đem đi mình phân tích những cái bài ở bên ngoài nữa. Giống như mình đi hồi nãy cái bài 6.0 của mình đó, thì trong đây nó không có, thì mình sẽ dùng cái những cái bước như vậy á để mình bê qua, mình làm, mình phân tích cái bài mẫu của cái bài mà hồi nãy mình đã làm, để mình coi coi là mình có thể tham khảo những cái gì từ người ta đó, kiểu vậy. Ta-da. Khi mình làm cái video này á, thì mình cũng có trao đổi với bên Prep để có thể xin gia hạn cái code cho mọi người. Hồi xưa mình có một cái code mà nó hết hạn rồi, thì mình đã xin gia hạn thành công. Và khi mà các bạn sử dụng mã của mình, đó chính là Prep và An, thì các bạn sẽ được giảm 30% khi mà các bạn mua từ 2 khóa IELTS trở lên. Ngoài ra thì các bạn sẽ được tặng thêm, thứ nhất là cái bộ luật tẩy IELTS 7, là cái bộ mà nó hỗ trợ về nghe, nói, đọc, viết. Và viết thì có cái phương pháp học tư duy hồi nãy mình có cho mọi người coi đó. Tiếp theo là các bạn sẽ được tặng cái sách từ vựng theo topic nè. Và thứ ba nữa, đó chính là cái bộ dự đoán đề speaking quý 2 năm 2022. Thời hạn là tới ngày 10 tháng 6 năm 2022 nha mọi người. Ai mà có nhu cầu mua thì tranh thủ mua ha. So I found myself in tears. Every day was filled with fear. Hello, mình đã tắm rửa xong. Bây giờ thì mình sẽ đi học nhảy. Ý là mình hơi tim đập thình thịch thình thịch thình thịch. Tôi không biết là lúc vô học nó sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại mình hơi bị run. Work hard, get dough. I can't get no sleep, please make my life more simple. Now's inside these shoes so I don't stop. Mình đã tới nơi, nhưng mà 7 giờ 15 mới học. Hy vọng là mọi thứ sẽ ok, mình sẽ theo kịp mọi người. Thôi bây giờ mình sẽ đi vô trong. They say the good die, you know I'm bad. Cheers to my past. I'm doing great now. Just in case they ask. In the booth and I lay it down. I might take a nap. And they thought I was playing around. Now it's up like my tax. Living fast. Over limit on the freeway. Hello, mình mới học về. Lần đầu tiên mình có cảm giác mà đổ mồ hôi nhiều như vậy, cho nên là buổi tối, buổi học đầu tiên diễn ra khá là suôn sẻ. Anh giáo viên á, anh rất là dễ thương, tận tình á, mình cảm thấy có động lực đi tập tiếp. A few moments later. Hello, mình học chắc có khoảng nửa tiếng nữa là xong. À quên, chưa nói về cái khóa mình học thì
khóa học này là khóa học miễn phí của Nutshell kết hợp với lại Adobe á, mọi người hay gọi là Adobe. Cái này nó là kiểu học về storytelling á mọi người, là mình kể chuyện thông qua cái video á. Thì mình sẽ để cái link ở dưới, bạn nào quan tâm thì cũng có thể xem ha. Đây là một cái khóa học miễn phí. Bây giờ mình sẽ học cho xong cái này rồi mình sẽ đi ngủ. Giờ là xong một ngày. When I'm walking on a breeze, I got no enemies, I just do what I please. Yes sir. Ain't got no things, no money, no means, just a wind in the wings. Yes sir. Hello. Mình đã học xong. Thì đó là nguyên một ngày mà học tập của mình đó mọi người. Mặc dù hôm nay học hơi nhiều thiệt nhưng mà mình vẫn thấy ổn á. Tại vì do là mình mới chuyển đến Đà Lạt, mình chưa có bạn bè gì hết, cũng không có ai để nói chuyện. Thành ra là mình cứ thích cái sự bận biểu hơn, chứ không hơn rảnh quá là nó sẽ bị cô đơn với mọi người. Hôm nay thì mình cũng hơi vui. Tại vì ý là cái ngày đầu tiên đi học nhảy mà mọi người rất là nice. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video của mình nha. Với lại bạn nào mà đang chuẩn bị học IELTS mà có hứng thú với cái khóa học ở Prep á, thì nhớ là mình có tặng một cái code cho mọi người nha. Đó chính là code và An. Ủa lộn, Prep và An. Thì mọi người sử dụng thì mua 2 khóa trở lên thì mọi người sẽ được giảm 30% cùng với 3 cái tiện ích mình sẽ để trên màn hình. Nó có hạn tới 10 tháng 6 thôi, cho nên là mọi người cũng kiểu tranh thủ mua hoặc là rủ bạn bè mua chung ha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.